Hello, chào đây là quay lại kênh Khôi Xù. Thì hôm nay mình có cái hay ho quay cho anh em xem. Thì mình sẽ lấy phóng bi làm thuốc nổ để nổ cá. Tại cách đây 3 hôm ở trên kia, có cái hồ trên kia nó bể đập á, cá nó sống ra khá là nhiều. Thì mấy hôm nay người ta đi kích khá là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ lấy phóng bi làm thuốc nổ để nổ cá cho anh em xem. Và chống đói vào mùa Covid-19 nha em, Covid-20 nhá. Bây giờ mình sẽ làm thực tế, quay thực tế cho anh em xem luôn. Cách thức của nó mình sẽ làm như thế nào luôn nhá. Đây là phao bi này. Đấy. Mình sẽ đục một cái lỗ. Đây mình sẽ đục cái lỗ ở đây. Đấy, đục một cái lỗ. Mình bỏ cái pháo này vào rồi mình đổ cát vào nha anh em. Đấy, để như này nhá. Cái pháo bi này là cái số còn lại đợt Tết mình chơi nó chưa còn ít á, mình để lại dành thì giờ có dịp đem nó ra dùng rồi. Làm thuốc nổ cá. Cái hồi kia cá nó bể đập nó xảy khá là nhiều cá đấy. Đấy mình sẽ làm như này. Khi nổ là cát nó bắn ra là cá nó chết nha anh em. Đấy, chống đói vào mùa Covid này. Giờ khó khăn quá mà. Đấy, cứ như thế này mà làm thôi. Bây giờ mình sẽ làm cái tầm chục hay 20 trái là được. Người ta đi nổ bằng thuốc nổ á, nhưng mình không có dùng thuốc nổ nhá, mình dùng thuốc pháo bi này thôi. Pháo bi nổ cũng uy lực lắm ấy. Bữa trước mình có làm vài clip nổ cho anh em xem đấy. Cũng ok phết đúng không? Hay ho phết. Đấy. À, mình khuyến cáo tất cả anh em, tất cả mọi người không nên làm theo cho mọi hình thức nhá, có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nhất là trẻ em. Ok. Đây thì mình sẽ làm trước tiên là 4 quả xem thử như nào nha anh em. Nổ xem uy lực nó mạnh như nào nhá. Mình test xem cho anh em xem luôn. Thì cá lóc á, cá lóc to cỡ này không này nó sống ở bờ hồ trên kia nó bể đập á, nó sống nhiều lắm ấy. Cá lóc với cá rô phi rồi cá chấm này nó nhiều lắm. Hôm cách đây hôm người ta nổ nhiều lắm, mình không quay lại cho anh em xem được. Bây giờ mình đi làm mình quay cho anh em xem. Kiếm cá ăn sống qua ngày thôi. Mình sẽ xuống dưới đây nổ nha anh em, ở dưới bờ suối đây này. Ở trên đây cái đập ở phía trên đây nó bể đập cá nhiều lắm. Đấy, bờ suối dưới đây nhanh em. Cát nổi, kim xuống nổi nhá, nổi mới chết cá nhá. Đấy, cái chỗ này ở phía trên kia kiểu người ta bể đập á, cá nó xuống đây cũng khá là nhiều. Đang cầm được mấy 2-3 hôm nay người ta kích khá là nhiều, bây giờ mình sẽ nổ test thử cho anh em xem. Có con cá nào chết không nhá, ok. Bây giờ mình sẽ xuống đây nổ cho anh em xem nhá. Ở trên này nước nó cũng nhỏ quá, cái hụt nó ít lắm, ít nước á. Ở đây phong cảnh khá là ok, khá đẹp anh em ạ. Tây Nguyên mà. Cá anh nhiều lắm. Bờ nó bị bể đập đi kia mà. Bể đập cá nó sống 2 hôm nay người ta đi kích nhiều lắm ạ. Có nào chết không nào? Ném thử xem nào. Liên ném nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mình sẽ test thử nhanh. Đấy nhá. Còn đánh tí đã, đánh con nữa. Còn đánh tí. Còn đánh cái gì vậy? Anh như con lợn. Nó lội chết giờ mà. Ô, đi phẹ nổi đây luôn bà con ơi. Cái chỗ là đánh thịt lên tí nữa. Được rồi, thế được rồi. Né nó làm quả lắm. Từ từ từ. Né nó đấy. Hả? Ê. Đi chết mẹ. Đó, mày đưa chứ. Có đủ bạc. Đúng. Đúng chứ, đâu có con nào nổi hết chứ. Cái này cá nó chết này, cái này. Nhưng mà tổng cái con là cá to lên rồi đấy. Cá chết nha anh em. Cái này làm thuốc nổ khá là ok đấy. Bên này. Chết lặn hết dưới đây rồi bác này. Ôi, cá to đâu hết rồi ta. Sao cá to sẵn người ta đi bắt đầy mà mình sao bắt được đó. Chắc mình phải kiếm chỗ nào sâu sâu hơn tí nha. Bởi vì ném đây khá là nhỏ xí vậy á. Nó lặn nổ xong nó chết nó chìm luôn, nó đâu có nổi lên đâu. Tính kiếm mít về kho tiêu nhưng mà chắc là không được rồi. Để đi chỗ khác. Hố đang có cá, hố đang có cá. Hố đang có cá rồi, đi qua hố đây. Đấy, cái chai nổi. Đây này, không nổi đây này. Kìa, nổi lên kìa. Nó tuôn. Ê. Nó kìa, giờ bên lên kìa. Sao mà đùm? Sao mình ném nó lại chìm hết vậy? Cho là cuốc này nó cao quá. Giờ nó nặng ở dưới á. Cá này cá suối, gọi là cá suối, cá mặt trăng á, suối á. Nhỏ mà còn con được con anh em ạ. Vút quay hết. Chết mù nó bắt được đâu, nó cầu chứ. Đấy, để lên nghiên cứu bên kia nào. Đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục phá hủy cái hùm này nhanh em. Xem có cá không nhá, ở bên đây. Cái này khả năng là cá nó nhiều hơn đấy anh em ạ. Nước nó sâu hơn, cá nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ cho nổ ở đây. Ồ đấy, bây giờ mình sẽ xuống nổ cho anh em xem nhá. Bây giờ mình sẽ ném liên tục nhanh em. Cái hùm này cá nhiều, khá là nhiều đấy. Liên tục đấy nhá. Cứ để cái đầu sống đấy nhá. Xem con nào chết chưa? Con nào đó. Hả? Xem con nào chết không? Đây rồi. Để xuống. Đây. Ơ, đâu rồi? Hả? Không phải đâu rồi.
Đây rồi, đây rồi. Cái đấy mẹ con nào đâu? Cái kia có con tàu của mẹ đó. Đủ con tàu đấy. Đủ vã. Đủ đủ. Đây. Đây có con nào không? Đâu rồi? Có rồi. Ê. Mò trong mấy cái hốc nữa kìa. Mò trong hốc á. Lặn xuống, lặn xuống. Mò cái gì coi. Từ. Đấy chết này. Cá con cá tê này vì ném pháo. Chết ngắc luôn mày ạ. Chết luôn rồi. Cá này kiểu trên đập người ta bị sóng gió này, người ta nuôi nhiều lắm. Kiểu cái đây 3 ngày bị sóng đập này, cá to. Nhớ chuẩn không? Cái đây 2 hôm trước người ta làm cá to nữa, ta đi kích cá to lắm, nhiều lắm. Đủ nó chết luôn mẹ. Chết luôn mà. Nhưng mò mò trong mấy hốc có còn con nào? Cá giờ mình đánh nó lặn nó có nổi đâu mà. Ở đây vừa thấy 3 con mà. Đâu chứ nhiều quá, nó bị về đập xuống nhiều mà. Không, do ngày trước này đi câu cá đấy, thấy mấy con đấy. Này, mò đi, mò con á, mò đi, mò đi. Mò đi con ơi. Sau bao nhiêu vất vả ném bom ném pháo rồi mò cua bắt đầu các thứ là mình bắt được 2 con nhanh này. Thật sự luôn, con nhỏ này không tính này. Con này con to nhất. Đấy bắt được tổng 2 con đấy. Khá là ok, bây giờ mình sẽ lên làm cái món nướng chiên xào gì đó ăn cho anh em xem nhá. Cá này kiểu cá hồ người ta nuôi thôi, mình nó bị sỏng xuống mình bắt được đấy. Bởi vì trên kia đập nó bể đập á.
Bây giờ mình sẽ lấy than ra đốt những cá ăn nhé nha. Cá này cá hồ thôi, cá hồ người ta đi sỏng rồi. Cái đây mấy hôm trước người ta đi đánh cá, người ta đánh được nhiều lắm mà mình thấy cả chở cả phi về luôn đấy. Đâu đi sốt được mấy con đấy mà. Đẹp chưa ơi, mát bay em ơi. Con gì chết đấy, con gì cá trắng đấy. Đâu 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 đâu. Cá trắng mình thấy con cá to nha. Cá to nha. Cá này nè. Bây giờ mới chỉ đó, ngay cả ba đó là còn dưới này nè. Đủ quá, quả bay nó mát rồi. Tức đá rồi. Cấp đây đầy. Ở đây khung cảnh khá đẹp, người ta hay xuống đây ăn nhậu nhiều anh em. Bia này, vỏ bia đầy này. Đó. Kiểu đi trốn Covid-19 á. Ngon không ấy, còn ngồi đâu thả đủ. Có cái lá cái lý gì mình tạo đấy. Đây, đây nhá. Nhìn khá là ok, ngon đấy. Mới đi nổ pháo về, nói chung là ăn cá này hơi độc tí nhưng mà ngon. Có cái mùi thuốc nổ ăn ngon lắm. Mới đây nhá. Đấy, bây giờ này. Úi trời ơi. Mới nhá. Ngon. Miếng ăn nhùm. Chị cứ nhạc. Ngon. Ok. Cậu biết không rồi. Má cá ở đây còn béo bét nhỉ. Đó. Cá ra nuôi mà. Bị được tổng trên bờ hồ kia đập rớt đúng không à? À cái hồ nhà ông đập đó hả? Ừ, mẹ rồi. À trời. Thế mà đập trước mình biết được hả? Đây miếng rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn ở bờ suối mát. Ngon. Đang đói bụng ngày hôm nay ăn gì không? Mày đang nghĩ nóng nó mỏng quá. Quá tuyệt vời. Gần mấy năm nhé. Mấy năm nhé. Quên mẹ. Nó lạnh mãi lên lại bắt được cái cá. Cái đó đánh cạn. Cạn nhất lắm. Đúng. Đúng không? Biết cho tí ở nhà. Ba cuốn rồi. Ba cuốn rồi. Được. Biết là cuốn rồi chứ. Đâu. Đấy, cuốn đơn giản này thôi. Ăn ngon lắm. Mời lên nhá. Nè. Ôi, nước chảy ha. Được rồi. Hả? Mình ăn cướp đấy, ăn tí chứ. Để ăn cá cho bạn cướp không? Ăn một cái kiểu thích đồ cũng có thắng đấy. Anh em này lật bất bóc cái bố thôi. Nóng. Bóc cái như là đồ mà anh hạnh. Mà lưới không?
Ăn ngay hết. Má mình cần ngon mất. À, đi phải rượu đó ta. Mong rượu kìa. Trời á, ăn rồi đó. Đây là con đầu đó. Chuyện như Trung Quốc đó. Vừa đấm bô bô. Nói chung ăn cá béo ngon lắm anh em ạ. Ôi, kéo béo vì cay 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 rồi. Mấy cái lá thơm mình ăn ngon lắm anh em, bữa nào làm thử như mình đi, ăn khá là ok á, ổn phết. Mới lên miếng xoài nhé. Đây là muối xả. Ăn kèm với xoài chua ngon lắm. Ăn cái này vẫn kèm xả nữa. Xả chấm muối à? Ngon lắm. Màu răng nó dính đây nè. Ngon quá. Cái lóc ơi. Ăn xe con cá anh em ạ, còn văn xương. Mấy thằng anh không mà thằng ăn này. Ngon quá mà. Ôi, nó xanh lè. Nổ mìn chết đi. Cá nổ mìn nó xanh lè đấy anh em nè. Quay. Để mạch. Quay quá. Đây này. Thấy không? Kiểu cái mặt của nó mình nổ á, xong nó áp lực á, nó bể cái mạch ra luôn. Nó bị xanh tí. Không mà sao? Ăn tốt. Bà. Một cái ăn nhanh em. Cá lóc này mới nè, cá lóc ngon lắm. Quá trời ơi, nóng quá. Nóng. Nhìn về cái kiến thật khác. Nóng quá mà. Ui, ai học rồi biết nóng rồi. Ui, ui. Biết nóng rồi như là mà. Ui, bất tử. Ui, ui. Cha mẹ ơi. Ui, nóng. Thật lòn nó mất cái. Biết không? Mời anh em cuốn cá lóc nhé. Ăn thêm mình gì thế này. Rồi, ui. Ui. Cá béo bán cá lóc phi ngon. Ngon quá. Chắc mình kết thúc video rồi đây anh em, mà hay thì cho mình một like, một share, một sub, nhấn chuông ủng hộ mình nhá, để cập nhật những video mới nhất của mình. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.